Xin chào các bạn. Có rất là nhiều người phụ nữ làm người thứ ba, nhưng mà họ sẽ cảm thấy trái tim họ rất là đau khi mà nghe ai nói về một người thứ ba nào đó tồi tệ, hoặc là nghe một cái câu chuyện là ai đó làm người thứ ba rồi muốn cướp chồng đoạt vợ, trái hẳn so với bản thân họ đang là một người thứ ba lương thiện, đang là một người thứ ba sẵn sàng hy sinh mọi điều để cho đối tượng người tình của mình được an toàn và chấp nhận hy sinh, chấp nhận ẩn mình trong bóng đêm, không làm phiền gì và luôn mong cầu cho gia đình của người tình mình được hạnh phúc. Thì bản thân những người phụ nữ có cái trái tim thiện lương và bản thân người phụ nữ là người tốt, thậm chí những người phụ nữ mà làm người thứ ba cũng có những người phụ nữ đã có pháp danh hoặc là hiểu về đạo Phật hoặc là ở một cái tôn giáo gọi là một cái con chiên thuần thành cũng có nữa các bạn. Tức là họ hiểu rằng cái việc mà làm người thứ ba tức là làm cái điều không đúng, trái đạo, và đây là một trong những cái giới cấm của tôn giáo mà họ mang. Họ hiểu nhưng mà họ vẫn vi phạm vào cái điều đó. Thế nên là khi mà một ai đó chỉ trích một người thứ ba hoặc là một ai đó nói về một cái vấn đề mà không giống như họ nghĩ thì lập tức họ bị nhạy cảm và họ sẽ có một cái tâm lý là muốn thanh minh cho chính họ chẳng hạn. Thanh minh cho một số kiểu người thứ ba giống như họ. Một số kiểu người thứ ba giống như họ đó chính là yêu người đàn ông nhưng không có chiếm đoạt, không có gây tổn thương cho người vợ. Yêu người đàn ông nhưng rất biết điều, rất là biết cái cách giữ kín và bảo vệ đối tượng bạn tình của mình, chứ không phải là một cái đối tượng mà bòn rút tiền hoặc là gây ra sự tổn thương cho người vợ hoặc là muốn cướp chồng của người ta, mà trái lại họ chăm sóc người đàn ông đó, họ yêu thương người đàn ông đó và họ mong muốn là họ được song hành với người vợ để mà yêu thương người đàn ông đó, mang lại lợi ích cho người đàn ông đó, chứ không phải là đến với người đàn ông đó để làm hại người đàn ông đó hoặc là làm cho người đàn ông đó bị đau khổ hoặc là vướng mắc một điều gì cả. Tuy nhiên thì cũng có lúc họ sẽ có cái cảm giác và hơi tủi thân vì nghĩ rằng em đã hết lòng sống với anh, em tốt với anh, em rất yêu anh bằng cả trái tim, sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy, hoặc là tại sao anh lại lỡ bỏ em, hoặc là họ sẽ có một cái trạng thái đứng ở trong cái tâm lý là phân bua hoặc là muốn chứng minh về cái vấn đề là họ đã làm việc, họ đã im lặng, họ đã rất biết điều, vậy mà tại sao người đàn ông này lại muốn rời xa họ? Họ đâu có bắt người đàn ông này phải chịu trách nhiệm về họ đâu. Họ chỉ cần người đàn ông này nói chuyện với họ, nhắn tin, thậm chí không cần quan hệ tình dục với họ cũng được, chỉ là nhắn tin với họ thôi. Tức là người thứ ba đang nhận ra một cái chiều hướng là người đàn ông kia muốn rời xa họ, thì họ muốn níu giữ người đàn ông với những cái lý do là em sẽ không bao giờ làm phiền anh, em chấp nhận như vậy và anh đừng có rời bỏ em. Vấn đề ở cái chỗ này, những cái câu như thế này thì ai ở trong cái trường hợp là người thứ ba hoặc là người đàn ông ngoại tình thì nghe rất là quen thuộc, đúng không nào các bạn? Các bạn có thể bắt gặp được những cái câu nói như thế này từ trong một cái video nào đó, trong một bộ phim nào đó, hoặc là trong những cái phần những người bạn của bạn khi mà họ khúc mắc về tình cảm, yêu một người đàn ông có vợ hoặc là yêu một người đàn bà đang có chồng á, thì họ sẽ có những cái trạng thái như thế. Vậy thì cái dòng than thở như vậy ấy, thì họ không hề biết nha. Bản thân những người đó họ không hề biết rằng họ đang mắc phải một cái loại gọi là rối loạn tâm lý mà chúng ta đều đã được nghe, được biết, đó chính là cái hội chứng tâm lý nạn nhân đó các bạn. Rối loạn, cái trạng thái này xảy ra ở mọi lứa tuổi hết các bạn. Nhưng mà có những người trưởng thành, thậm chí có những người mắc cái căn bệnh này nhưng mà họ hoàn toàn không có biết là họ đang ở trong cái trạng thái bị mắc bệnh đâu bạn nha. Các bạn biết không, một trong những cái điểm mà khác biệt mà chúng ta có thể nhận biết và phán đoán chính xác được là một người trưởng thành hay là người đó chưa trưởng thành ở trong cái giai đoạn gọi là
chưa lớn, trẻ con, ở cái điểm nào các bạn biết không? Chính là ở cái khả năng của một người chịu trách nhiệm về những cái hành vi, thái độ, lời nói của chính bản thân họ. Còn cái người mà ở trong cái trạng thái tâm lý nạn nhân á, thì họ rất là muốn người khác thông cảm, đồng cảm, chia sẻ với những cái khó khăn của họ. Nhưng mà khi mà bản thân người thứ ba làm cái điều này quá nhiều lần, lạm dụng đó, thì cái người đối diện với người thứ ba sẽ cảm thấy người thứ ba cực kỳ là phiền phức và đánh giá là đối tượng người thứ ba này là một cái kiểu người không bao giờ dám nhận trách nhiệm. Ai cũng phải lớn lên, ai cũng phải trưởng thành, ai cũng phải đi làm hết. Nhưng mà cái cách đầu tiên á, chúng ta phải biết đó là cái việc mà chúng ta phải chịu trách nhiệm với lời nói, thái độ hành vi của chính mình. Cái tâm lý nạn nhân á, giúp cho người thứ ba cảm thấy an toàn. Vì sao? Vì được người ta đồng điệu với mình. Nhưng mà đây không phải là cái giải pháp tốt và là cái giải pháp cuối cùng. Nếu mà người thứ ba cứ lấy cái điều này ra để mà nói với mọi người là hãy yêu thương một người thứ ba đi, hãy hiểu cho người thứ ba là người thứ ba cũng không muốn làm người thứ ba đâu, người thứ ba cũng đau khổ lắm, đâu phải là người thứ ba nào cũng là một người thứ ba tồi tệ, người thứ ba cũng mong muốn được yêu, cũng khát khao được sống như bao nhiêu người phụ nữ khác, họ đang ở trong một cái trạng thái chứng minh cho nhiều người biết rằng người thứ ba đáng thương hơn là đáng trách. Thì các bạn biết sao, cái tâm lý của người thứ ba khiến cho người thứ ba đó mãi lạc trong mê cung của bản thân họ. Không có ai là nạn nhân của ai hết đó các bạn. Chỉ có người thứ ba biến chính họ trở thành nạn nhân của bản thân mình, tự giam cầm, tự tụ đày và biến mình ở mãi trong một cái nơi mà không có cái cánh cửa để mà thoát ra được. Tại vì cứ chia tay rồi vòng lại, rồi quay ra, rồi lại quay vào, rồi quay mòng mòng trong cái quay quay đó thì loay hoay cả đời, mất bao nhiêu thời gian cũng không thoát được. Trong một cái tình huống khi mà bạn thấy một người thứ ba nào đó luôn thanh minh rằng người thứ ba không phải người thứ ba nào cũng tồi tệ, không có phải người thứ ba nào cũng xấu xa, thì bản chất người thứ ba đó là người thứ ba có tính cách tốt. Nhưng mà khi bạn chọn là một người thứ ba thì bạn đang chọn cho mình một cái con đường đi không tốt. Cái vấn đề nó chỉ đơn giản là như thế thôi. Và tâm lý của người thường hay phân bua như vậy là bản thân họ đang bị dính mắc kẹt chất trong cái tâm lý của một nạn nhân. Cái vai diễn nạn nhân họ nhập vào, họ diễn rất sâu và họ diễn rất là xuất sắc. Vì họ đạt được cái điểm đúng trong cái nhân vật đó là họ đáng thương, họ tội nghiệp thật. Nhưng mà cứ cố đưa ra một cái lời khuyên cho người thứ ba kiểu dạng mắc tâm lý nạn nhân như thế này á, thì cái việc làm này nó đồng nghĩa với việc mà bạn đang nói chuyện với một tảng đá, một bức tường vậy đó. Bởi vì sao? Khi mà người thứ ba mắc cái tâm lý nạn nhân này rồi á, thì cái lời khuyên là cái điều mà họ cần ở những cái người lắng nghe cái câu chuyện của họ là tìm một cái sự đồng lõa, tìm được cái cảm giác quan tâm che chở, hoặc là muốn người nghe sẽ rồi nói đại loại những cái câu như là vuốt theo họ, có nghĩa là đồng thuận với những cái suy nghĩ cùng quan điểm với họ để mà tạo thành một phe. Chẳng hạn như là cũng khó ha, tình yêu thì khó nói, bây giờ yêu rồi thì biết làm sao, đôi khi những cái chuyện này không phải do chúng ta quyết định được, do một cái duyên nợ, một cái duyên phận nào đó chẳng hạn. Ý là họ muốn người nghe họ, người đối diện họ, người đang tiếp cận với họ hiểu như vậy và chấp nhận những cái điều như thế là đúng. Họ nhân danh tình yêu để bảo vệ cái cảm xúc và họ nghĩ về cái sự tổn thương của mình nhiều hơn là cái sự tổn thương của những người đang chịu cái sự tổn thương từ những người thứ ba mang lại. Còn những cái ý kiến, những cái lời góp ý thẳng thắn, vạch ra lỗi lầm của họ thì lại bị xem đó là sự chỉ trích và không cùng hướng với họ, không có thấu hiểu, không có chia sẻ được với những người thứ ba như thế. Việc mà chúng ta hoặc bạn đưa ra một cái lời khuyên cho một ai đó là người thân của bạn chẳng hạn, là một người bạn của bạn chẳng hạn, hoặc là đưa ra một cái lời khuyên cho một cái đối tượng chưa sẵn sàng buông bỏ cái vai trò người thứ ba mà mắc cái tâm lý nạn nhân như thế này, thì coi như là cái cuộc nói chuyện của bạn nó không đem đến một cái sự hòa hợp nhất định
cho cái buổi nói chuyện đó được. Và dường như nếu không kiểm soát tốt cảm xúc thì cả hai người có thể dẫn đến tranh cãi, bất hòa và nghỉ chơi với nhau luôn. Có một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn như thế này nè. Thực tế là không phải ai cũng mắc phải cái rối loạn tâm lý nạn nhân như thế này đâu. Nhưng mà các bạn biết tại sao không? Do ảnh hưởng trong một cái quá trình kéo dài từ khi mà bản thân người đó có một quá trình sống khi mà còn nhỏ đó, thì có những người mắc phải những cái loại rối loạn như thế này. Tâm lý họ đưa họ vào cái trạng thái là nạn nhân á, thì họ có thể là đã từng bị lạm dụng về thể xác, tình dục hoặc cảm xúc này, trải qua những cái cung bậc như là đau đớn, tủi nhục, họ đè nén và tâm lý luôn luôn hoang mang lo sợ, lúc nào cũng bị thế này thế nọ thế kia, rồi họ có cảm giác mình sẽ bị bắt nạt, họ có xu hướng là xù lông nhím lên, dựng một cái hàng rào bảo vệ vô hình để ngăn chặn những cái điều tồi tệ đến với bản thân mình. Họ ở trong một cái trạng thái tự vệ. Và có thể những người thứ ba này là một cái trường hợp nuôi dạy từ khi mà họ còn nhỏ, họ đã không có cái tư duy làm chủ vấn đề, họ không có muốn chịu trách nhiệm về cái hành vi, thái độ, lời nói của mình. Và đứa bé đó được trưởng thành, lớn lên, trở thành chàng trai, cô gái, luôn đổ lỗi cho thế giới bên ngoài, thay vì nhìn nhận và nhận ra những khuyết điểm của mình trong những cái vấn đề mà họ đang vướng phải. Thực ra mà nói, những cái người mà ở trong trạng thái làm nạn nhân khi mà họ là người thứ ba, vì sao họ lại thường nói như vậy? Vì khi mà họ nói như vậy, họ có cảm giác là họ có nhiều quyền lợi hơn, họ được bảo vệ hơn, họ sẽ được người ta nhìn bằng một cái cặp mắt bao dung hơn, từ ái hơn. Vấn đề như thế này các bạn, người mà nghe người đó nói thì cũng sẽ nhận xét ra là người thứ ba đó ắt hẳn phải là một người thứ ba có cái tâm tốt, có cái tầm nhìn tốt. Người thứ ba đó không quá đến nỗi quá tệ. Thì thực tế ra vẫn có những người thứ ba hoàn toàn có nhân cách tốt, có đời sống tốt, có cha mẹ tốt, có công việc tốt, kiếm tiền rất là tốt, tính tốt, nhưng mà họ đã chọn một cái con đường hoàn toàn không tốt và họ chọn cái người không có dành cho họ. Họ đang làm những cái việc mà đạo đức và xã hội lên án. Thế nên là khiến cho họ dễ mắc phải cái tâm lý nạn nhân hơn bất cứ một cái đối tượng nào khác. Khi mà họ trở thành một nạn nhân, họ có cảm giác được quan tâm, được chăm sóc và vấn đề ở đây là họ sẽ ít bị chỉ trích hơn. Và cái điểm cuối cùng tôi muốn chia sẻ cho các bạn, một cái điểm trọng tâm nhất là việc mà một ai đó trở thành một người thứ ba rồi cho rằng mình là nạn nhân, mình bị lừa gạt, hoặc bản thân mình lỡ yêu, mình không thoát được, hoặc là mình yêu nhưng mà mình không tổn hại đến người vợ, thì đây thực sự là một cái quan điểm sai lầm. Và cái việc mà họ cho rằng người thứ ba không phải là tồi tệ, người thứ ba đâu phải là cái kẻ quá xấu xa, người thứ ba không phải ai cũng xấu đâu. Họ muốn gào lên cho cả thế giới này biết rằng người thứ ba không phải ai cũng tệ mạc, ai cũng xấu. Nhưng mà tôi đảm bảo với các bạn rằng tiếng nói của người thứ ba trong vai trò là nạn nhân, cho dù đáng thương đến bao nhiêu đi nữa, thì cũng không được tôn thờ, không được vinh danh và không được lấy làm một cái hình tượng để mà nhân bản ra cho giới trẻ hoặc là cho một người phụ nữ nào đó tìm đến một cái nền tảng hạnh phúc chân thực và đầy đủ nhất bạn nhé. Hy vọng rằng những người thứ ba sẽ mau sáng tỏ, gọi là giác mê diệt đó, nhìn nhận ra sai lầm, vượt qua sai lầm và không còn sai lầm nữa. Hy vọng rằng video này sẽ tiếp sức cho một ai đó dần rời xa bỏ là một người thứ ba, sẽ giảm bớt đi cái sự đau khổ cho rất nhiều người bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào.